tăng động vừa thôi. Dạ. Phải kiềm kiềm lại một chút. Biết hiểu được công việc của con. Nói chung là giống giống như chị Quỳnh Quỳnh với anh Dương Lâm vậy đó. Mối tình chính là 2, mối tình phụ là 20. Trời ơi trời. Nói chung là tạm thời thì nhà gái chưa có khuyết điểm gì hết trơn trọi á. Wow. Nhà gái hôm nay có một điều rất là đặc biệt cho nên chắc có lẽ là xin phép được mời nhà gái chúng ta giới thiệu về mình trước. Dạ. Thì lần đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và các bạn xem đài cũng như là các bạn anh chị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào nhà gái. Nhà gái hiện tại đang sinh sống và làm việc ở đâu cơ? Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em làm nghề gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và là diễn viên tự do ạ. Hèn gì tôi thấy tôi nghi nghi lắm, làm nghệ thuật đây nè. Tên là gì? Em tên là Gia Linh ạ. Giới thiệu bên đây tên là Quyền Linh. À, Gia Linh sinh năm mấy vậy? Em sinh năm 97 ạ. 97, mời nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Xin em chào chị Lan. Em chào quý vị khán giả đang xem đài, em chào nhà gái nha. Dạ, em tên là Đào Nhật Minh, 25 tuổi, hiện đang là diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận. Trời đất. Để tôi qua tôi coi coi cái mặt có quen không mà. Đồng nghiệp nè. Sân khấu của bà Bầu Hồng Vân. Hello cưng. Hello chị. Trời ơi, chào cái xôm tụ dễ sợ luôn. Không quen luôn. Không quen luôn, đúng rồi, chưa diễn viên bao giờ. Dạ. Bây giờ quen. Dạ, giờ quen. Ưu điểm của em là em rất là thích nghệ thuật, em rất là thích đàn, thích hát. Em rất là thích pha trò cho người này người kia. Thấy hôm nay là nhà gái có đem cây guitar lên sân khấu à. Thì chắc có lẽ là sẽ để cho nhà gái show cái ưu điểm của mình ra. Đó là biết đàn, biết hát nè. Chắc là em xin phép gửi đến bạn nam bên kia cũng như là các bạn xem đài cũng như là chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh á. Bài hát em thích nhất là bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh à. Và em xin phép được đánh cũng một đoạn nha mọi người. Quý vị khán giả sau khi xem những cái hình ảnh vừa rồi thì có cảm giác như thế nào? Nhưng riêng Ngọc Lan, nếu như Ngọc Lan là ngồi cái ghế đỏ ở bên kia là Ngọc Lan bấm nút liền. Cái hình ảnh nó rất là đẹp, rất là dễ thương với một cái bên cô đây gái ta phấn khích luôn á. Mọi người một chút tại vì do em hơi run quá cho nên là em đánh hơi chật nhịp sai lời một tí xíu ấy. Mong mọi người thông cảm cho em. Không sao em ơi, em đẹp là tha thứ hết. Cái đó là ưu điểm rồi, còn khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em mau quên á. Kiểu như nói một cái lần tới một tí xíu lại quên liền. Rồi ngoài ra thì còn gì nữa không? Tính em thì chỉ có mau quên với lại là em hơi lề mề một tí xíu thôi. Nhưng mà em có một cái rất là hay mà cái này là mọi người cũng công nhận á, em hay quên thôi. Nhưng mà đường đi em nhớ rất là rõ. Em qua nhà bạn em, qua có đúng một lần duy nhất thôi mà 4 năm sau, 5 năm sau em vẫn nhớ đường em qua bình thường. Nói chung là tạm thời thì nhà gái chưa có khuyết điểm gì hết trơn trọi á. Giờ tới bên nhà trai đi.
Ưu điểm khuyết điểm nói cho nhà gái nghe kìa. Dạ con thì con cũng không có ưu điểm gì ngoại trừ cái gì con cũng biết hết á, từ nấu ăn thể thao cho đến là mang lại niềm vui cho mọi người. Rồi có gì điểm yếu không? Dạ điểm yếu của con thì chắc cũng nhiều lắm. Con có thể con bị hơi tăng động á. Đúng á. Dạ. Con hơi tăng động đó. Tăng động cũng tùy theo chỗ. Dạ. Nhiều chỗ tăng động quá nó tăng xong là mệt lắm á nha. Nghe không? Rồi còn gì nữa? Dạ, một cái nữa là con bị trả tin á. Con tin lời người ta xong con mới ngồi con nghiệm lại. Tức là đưa tiền người ta xong ta xách đi xa thiệt xa mới nhớ lại. Mình... Dạ, con bị lừa một lần rồi. Là xong xuôi hết rồi con mới ngồi con nhớ lại là lúc đó làm game á chú. Đưa tiền xong xuôi hết rồi xong ta lấy tiền đi mọi người trắng tay. Con bị lừa chừng 2-3 lần thì con sẽ có kinh nghiệm thôi. Tự mình rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Dạ mối tình của con là con nếu mà mối tình chính là 2, mối tình phụ là 20. Trời ơi trời, phụ gì mà tới 20 lần? Dạ không phải, phụ là vô vai tình cảm rồi đôi. À là gia diễn đó ha. Dạ, gia diễn. Trời ơi trời, mình tăng động vừa thôi. Dạ. Phải kìm lại một chút. Đúng không? Cái mối tình mà chính thức á là nó làm sao? Dạ mối tình chính thức là lúc đó là bên học văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn á, là lúc đó đang học được năm 2. Em hồi xưa em học là học hết học kỳ 1 năm nhất là em không lấy tiền nhà rồi là em tự đi bươn ngoài á, thì cảm thấy nó cũng hơi khó khăn thì bạn mới kêu là nếu mà đến được thì bạn lo. Xong em mới suy nghĩ nói mình cũng trai mà mình kiểu mà mình bị phụ thuộc quá, bị dựa dẫm vào người ta quá nên thôi. À, quyết định là không tới tại cũng cái lòng tự trọng, tự trọng. Nên là thôi không tới được nên là nói chuyện xong hai đứa là bạn, giờ bạn đi lấy chồng rồi. Còn một người nữa thứ hai, mối tình thứ hai là quen là ở ngoài Bắc, lúc đó bà cũng không cho. Rồi còn đâu nữa? Con hết rồi á, con toàn con đi qua làm con hết chuyện tình yêu rồi á. Bây giờ nhà trai ngồi bên đây tôi nôn nóng qua nhà gái lắm, tôi thấy nhà gái rất được, nhẹ nhàng quyến rũ, giọng hát đầy cảm xúc. Tôi nôn lắm, để tôi qua tôi xem nhà gái coi. Trời ơi, nụ cười tỏa nắng. Nói chung á là mấy người tinh linh ai cũng dễ thương. Trời ơi, nhà trai không có gì phải chê cả. Bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông? Em thì không có thích con trai hút thuốc lá. Em không thích con trai gia trưởng. Tăng động kiểu này chắc nó không gia trưởng đâu. Ủa mà nãy giờ nhà gái chưa có nói về tình trường của mình đúng không? Hiện tại thì em mới trải qua có một mối tình thôi. Một mối tình thôi, có sâu đậm không? Dạ không ạ. Mối tình đó là năm lớp 10. Em quen được có 3 tháng rồi chị. À thôi vậy thôi, được, khỏi cần phải kể. Một mối tình rất là chớp nhoáng. Nhà gái cho chúng tôi biết được cái mẫu hình lý tưởng của nhà gái như thế nào? Em thì thích con trai chỉ cần có 3 điều thôi. Cũng không có cần cao, to hay là đẹp trai gì đâu. Chỉ cần đúng 3 điều là: một là phải có tính ý chí, hai là phải có quyết đoán, cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm, là trách nhiệm trong lời nói của mình là phải nói được mà phải làm được nữa. Ý chí, quyết đoán, trách nhiệm. Có không nhà trai? Thiếu, con bị thiếu cái quyết đoán á, con dễ bị dung giọng cả tin đó chú, nên không có quyết đoán được. Quyết đoán. Dạ. Mẫu hình của nhà trai như thế nào? Dạ, mẫu hình của con thì con thích một cô gái chân thực một chút xíu, dễ thương một chút xíu và biết hiểu được công việc của con. Nói chung là giống như chị Quỳnh Quỳnh của anh Dương Lâm vậy đó. Dạ. Dương Lâm. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta hỏi ý kiến của người thân đi ông Mai ơi. Em đi với ai cưng? Hôm nay thì em đi chung với chị của em là chị Minh Hiếu . Trước tiên cho em xin gửi lời chào tới tất cả khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái ấn tượng đầu tiên của em với lại nhà trai thì là anh ấy khá là vui vẻ. Có lẽ là sẽ hợp với Gia Linh. Tại vì Gia Linh cũng rất là vui, nếu mà cặp này mà ráp vào thì chắc em nghĩ là cái chợ không có bằng hai bạn luôn á. Dạ. Bé nhà em nó lên nó bị khớp á, cho nên là mọi người thấy nó hơi rụt rè. Chứ bình thường nó nói mà em phải đăng ký chương trình cho bạn tham gia để bạn có người yêu á, chứ bình thường có hai chị em nó nói hoài em nhức đầu lắm, giờ em phải tìm người em bát nó qua. Bát nó qua? Dạ. Trời đất ơi, trời, có bà chị đáng đồng tiền ghê vậy. Dạ. Trước mắt là thấy cái giao diện rất là ok, sáng sủa, đẹp trai, hòa đồng vui tính. Đó. Còn quyết định như thế nào thì của Gia Linh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Chị ruột luôn hả? Chị ruột luôn ạ. Xin chào MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả quý khán giả đang ở chương trình, ở khán đài cũng như khán giả đang xem truyền hình.
Em tên là Cảm Giang. Đây là chị hai của Nhật Minh ạ. Theo hai thấy là cái bạn gái ở bên này á, bạn khá tính chất là bạn rất là xinh, bạn kiểu rất là nhẹ nhàng, kiểu bạn rất là tinh tế. Ở nhà á, Nhật Minh cũng kiểu chị cũng rất là ít nói, nó cũng hay nói nhiều, nó rất là nhiều, chị cũng muốn bắt nó cho em. Rồi, cảm ơn nhà trai và nhà gái. Mở rào. Tặng em quà không có gì hơn hết, em mở ra em coi đi. Em mở liền được không? Mở liền á, hơi bất ngờ. Em mở liền đi. Trời đất ơi, quá bất ngờ luôn anh ơi, em cảm ơn anh nhiều luôn ạ. Có chi gì mở ra luôn, mở ra bất luôn. Ngờ dữ vậy, mở ra luôn, cho khán giả coi. Đứng ra luôn. Ảnh tặng em mấy cái khẩu trang, món quà sức khỏe. Tốt. Dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều. Không có chi. Nãy giờ á, ngồi bên này á, anh cũng cảm giác được sự đầm ấm nhẹ nhàng của em á. Thì em cảm giác anh cho, tại vì anh bắt đầu anh bị run rẩy nhẹ đối với em rồi. Nãy lúc mà nghe anh nói em hơi lạnh xíu, mà giờ gặp anh rồi là em hết lạnh rồi. Anh lạnh hơn rồi, bây giờ em thấy anh bắt đầu lạnh rồi đó. Em ấn tượng của anh đầu tiên là cái áo của anh mặc, tại vì trước giờ em chưa có thấy bạn nam nào mặc áo đó hết trơn. Cái thứ hai là cho em hỏi là cái chuỗi đó anh mua ở đâu vậy ạ? Cái chuỗi này là anh đi chùa. À, em cũng có cái chuỗi này, em cũng đi chùa nè. Thực ra là anh muốn nói một vài điều là như vậy nè. Bản thân em làm diễn viên thì em cũng biết được là mình cũng từng khoảng thời gian để mình tập trung cho công việc của mình. Chứ anh sợ khi mà quen rồi á, người ta luôn nghĩ là lấy lý do công việc để là một cái lý do để cản trở mối quan hệ á chị. Giống như là lúc nào anh bận rồi không gặp nhau được, là em sợ là đối phương sẽ nghĩ như vậy. Thực ra hai bạn á là cùng nghề với nhau cho nên nó sẽ có những cái rất là thuận lợi. Nhưng nó sẽ có những cái như thế này. Ví dụ như đằng một trường hợp, một ngày nào đó bên đây người ta có nhiều cái điều kiện, nhiều cái cơ hội, rồi người ta sẽ nổi tiếng hơn, và bản thân mình lại không có được cái tiếng tăm nó bằng với bạn gái của mình, thì nó có là một cái điều cản trở tình cảm của hai đứa không? Và có chấp nhận được cái việc một ngày nào đó mình chấp nhận mình lui về để cho bạn gái mình tỏa sáng không? Và ngược lại, bên đây nổi tiếng hơn, mình thì không có nổi tiếng bằng, thì mình có bị ganh tị vì cái điều đó hay không? Hay là mình chấp nhận mình lui về, mình sanh, mình đẻ, mình nuôi con để mà mình làm hậu phương cho cái sự nghiệp của chồng? Dạ, thì em thì chỉ quan ngại cái vấn đề là khi mà em không làm được á, thì sẽ bên gia đình bên kia sẽ nghĩ như thế nào. Em sợ bị người ta kêu là không có vững chãi để mà lo lắng cho bên con gái họ được, thì em sẽ bị sợ là vấn đề đó. Cái vấn đề ở đây là thực ra trong một cái mối quan hệ mà một trong hai người mà thấy mình thua thiệt với cái đối phương bên kia, đi chung với đối phương bên kia mà mình cảm thấy mình kém cỏi hay như thế nào đó, thì em nghĩ là cái mối quan hệ đó nó cũng hơi bị, cũng có vấn đề ở trong đó rồi. Nhưng mà thật sự nếu như mà một trong cả hai người mà đủ tình cảm đủ lớn cho nhau á, thì chắc chắn một trong cả hai người sẽ không bao giờ cảm thấy thua thiệt đâu. Tất nhiên thì một ngày nào đó thì em cũng phải lui về em chăm sóc cho gia đình chứ à. Chứ không thể nào mà em sẽ đi diễn qua được. Thì sau khi mà ổn định hết tất cả rồi, lúc đó mà cái đam mê của em mà nó vẫn còn và vẫn có điều kiện, vẫn có khả năng mà em có thể thực hiện được cái ước mơ của em á, thì chắc chắn em sẽ tiếp tục. Và em nghĩ thì nếu như mà cái bạn chồng của em tương lai mà cũng là cái người hiểu cho em, và cũng là cái người mà cùng đam mê với em, thì chắc chắn sẽ hiểu được cái nỗi niềm đó. Xuất sắc. Trả lời vậy là thôi, còn gì nữa đúng không? Bây giờ hai đứa tranh luận nhau để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Cái bản tính thật nó nằm ở chỗ nãy giờ đó. Bây giờ giao lưu đi, các bạn có tài nghệ gì các bạn biểu diễn, tự biểu diễn cho nhau đi. Đứng lên thoải mái lên nào, đó. Anh xin biểu diễn một vài câu rap nha. Anh có thể vẽ em thật kiêu sa, nét ngọt ngào trên áo còn thêu hoa. Phút chặn lòng anh cứ tưởng mà đi xa, sẽ không còn vì những thứ mình đi qua em ơi. Thanh xuân này ngắn ngủi, tim sáng nhỏ làm sao viết thành văn tơ vò. Còn vương lại khe núi ôm cả bầu trời, nhưng thiếu có thành trăng. Em biết chăng, mùa xuân chẳng trọn vẹn, tim lạc đường khi ta chẳng thấy nhau. Nhìn trăng kia vàng còn treo chiếc đầu ngõ, sợ em đi rồi mùa hạ hôm ấy đâu. Anh chẳng ước mình như là cánh chim, bay giữa muôn trùng đất mẹ này bao la. Anh muốn được nghe giọng em nói, muốn thấy em cười bình yên vì sao cả nghe em. Rồi, như vậy cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận về nhau rồi. Chúng ta sẽ tiến gần nhau, mình nắm tay bạn gái, mình nói hết suy nghĩ, nói thật lòng nha. Anh thì nãy giờ trò chuyện thì anh cũng thấy em một con gái cũng có chất thơ,
thì cũng thẳng thắn, cũng khéo léo á. Nhưng mà anh chỉ muốn hỏi là em có chịu được cái sự tăng động của anh hay không? Nếu như mà tăng động thì chắc em tăng động hơn anh á. Thì anh cũng chưa biết được, tại nãy giờ anh thấy em vẫn dịu dàng đầm thắm nên là anh cũng chưa biết được nó mức độ nó như thế nào. Nếu mà em chịu được thì anh cũng có thể chịu được. Em gái sẽ tự trả lời bằng nút bấm. Chúng ta về vị trí ngồi đi các bạn. Hãy để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Cảm giác xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, các bạn đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không đúng, các bạn không cần bấm. Nút bấm đó để cho nhiều người khác sẽ bấm. Chúng ta đừng làm mất duyên của người khác. Bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Em trai không bấm. Có thể nói chút về lý do đó. Dạ, thực ra là khi mà nói chuyện ban đầu á thì con rất là có ấn tượng. Nhưng mà khi mà cảm giác con bước qua đây để con nắm tay, cảm xúc con không có. Đó là một cảm xúc rất là thật. Em gái, nói những cảm nhận của mình đi. Thực ra thì khi mà em đến đây thì cái chuyện bạn nam bên kia không bấm thì em cũng đã lường trước được rồi. Cho nên là thôi không sao. Thực ra đây là một cô gái mà Lan thấy rất là sâu sắc, rất là thông minh. Lan cam đoan rằng nếu như ai mà có được cô gái này là như có một cái bảo bối gì đó. Cảm ơn các bạn đã đến đây với chương trình. Trước khi kết thúc chương trình cho em xin phép bắt tay anh được không ạ? Tại vì biết đâu được sau này mà đi diễn ngoài sân khấu hay là quay ở đâu đó thì lại là đồng nghiệp của nhau. Đúng rồi. Hay, em gái rất là hay đấy. Dạ, hôm nay em cũng đến với 501 anh em của em ở bên kia. Đâu rồi, nhà gái mình đâu? Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cái điều ấn tượng đầu tiên của Thủy dành cho bạn nam trên này là bạn cầm cái thư pháp để tặng cho anh Quyền Linh. Thủy nghĩ rằng nếu như Thanh Trà nhìn thấy thì Thanh Trà cũng sẽ rất ấn tượng bạn ở điểm này. Thanh Trà đang có 3 người em gái. Và nếu như hai bạn tìm hiểu nhau thì bạn có thể là nói: ôi Trà ơi, bây giờ anh muốn tiến tới hôn nhân trong vòng 1 năm. Nhưng mà Thanh Trà nói không được, bây giờ em phải nuôi 3 người em của em tới 3 năm nữa. Vậy thì bây giờ bạn có đồng ý chờ Thanh Trà thêm 3 năm nữa và cùng Thanh Trà làm việc của Thanh Trà đã làm dở hay không? Em xin trả lời chị là nếu mà trong tình cảm đã xác định đến với nhau á thì thời gian nó không quan trọng nữa. Nhưng mà em đã quen một người thì em chỉ hết mình về người đó thôi. Miễn sao hai người vẫn sống vui vẻ với nhau và chân tình với nhau là được. Như về khỏe đó, bây giờ tự thân vận động đấy, cái mang lên. Khoan anh. Hả? Em, em lên đây là bức thư pháp cũng muốn tặng cho bạn nữ nhưng mà em chưa viết câu cuối. Thì anh cho em xin viết một chữ. Rồi, em viết luôn ha. Dạ, cho tôi coi với coi. Dạ, kìa. Hay là chút viết cho bạn gái coi luôn. Dạ, gì cũng được. Chút có thể hiện cho bạn gái. Viết thư pháp nó phải có thế rồi. Là tôi qua đây vô duyên nữa đó. Về, mời về. Bà mai bà mối qua hoài, chỗ đàn ông trai qua hoài. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút gặp gỡ nhau nha. Nào. Giáng hồi viết rất là dễ thương luôn. Em quá dễ thương và nhìn rất là phúc hậu. Dạ, ngoài có tình cảm là... Còn mỗi người sống tình cảm. Anh cảm nhận được điều đó. Dạ. Tại vì bản thân anh cũng là một người sống tình cảm. Cái nhìn đầu tiên của anh thì anh cảm giác là anh với em có một cái gì đó nó giống nhau. Em có suy nghĩ gì về anh không? Em cũng có cái sự đồng cảm với anh. Lúc nãy em có nghe anh nói là anh rất là bận. Em có một việc gì đó mà phải nhờ anh sáng khi mà mình quen nhau. Anh chở em đi làm, chiều anh chở em về. Anh nói xuyên suốt như vậy thì anh có sắp xếp được không? Thật ra là nếu mà quý một tuần mà chở em đi như vậy thì công việc nó cũng ảnh hưởng á em. Bữa anh chở rồi bữa đó nào đó em đi đắp vai. Sau giờ làm anh cũng rất là muốn là chạy qua đón em đi ăn tối hoặc là đi uống cà phê. Dạ, em nói vậy thôi chứ em không có đợi anh đâu. Anh này có vẻ rất thật tình nha. Cái gặp tôi nói chở nó lại có đi, còn cái chuyện chở được cái không tính sao. Thật tình, chính ra quá thật tình đấy. Hồi nãy anh có nói là viết một chữ thư pháp cuối cùng để anh tặng em. Nhờ anh Quyền Linh cho em mượn cái lưng của anh được không ạ? Tấm lưng như tấm phản, chỉ để dành viết thư pháp thôi. Hy sinh vì đàn em đi.
Có gì đâu, viết đi em. Dạ. Nên nãy giờ chỉ để một cái link thôi đó anh à. Đấy. Đây tôi định cho. Nói chứ phải giúp nhà trai chứ. Mai mốt còn có ăn đầu heo chứ. Wow, xuất sắc. Chữ gì em? Chữ này là chữ mộng. Có những lúc bên nhau dần trở thành thương nhớ. Đôi khi một lần gặp gỡ cũng làm lưu luyến ở trong tim. Mộng. Hãy bước tới tặng cô ấy. Tặng. Dạ em cảm ơn. Bây giờ anh muốn em nói bằng trái tim của mình đang suy nghĩ gì về cô gái ấy. Anh nhìn em là đã có cảm tình đầu tiên rồi. Nhưng mà hôm nay em mà không bấm nút thì anh rất là tiếc và rất là buồn. Rồi thôi, được rồi, thế được rồi. Rồi. Đôi khi đừng có tháo cái nút của ta ra nha. Chúng ta có 3 giây để quyết định. Quyền quyết định thuộc về các bạn. Đây là những giờ phút hết sức thiêng liêng. Và các bạn sẽ nhớ mãi giây phút này. Mời các tường. 1 2 3. Hết thời gian. Sao nó không ai. Quý vị nếu đứng phía sau thì phải thấy chàng trai cái tay cứ béo cứ bấm hoài. Sợ nó không ăn. Sợ nó không ăn. Nắm tay để cảm nhận buổi đầu tiên gặp mặt. Nắm tay đi. Thật ra anh Linh nói á, anh Linh nói là bạn trai này á là giống như là thô sơ, nhưng mà thật sự là cảm nhận của một người phụ nữ á, thì em cảm thấy là bạn này rất là ấm áp và rất là tình cảm chứ không thô sơ miếng nào hết trơn á. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên đi. Dạ. Chưa yêu lần nào. Mời bạn thủ tục của chương trình. Thấy sao? Dạ, hồi hộp ạ. Hồi hộp hả? Em đi với ai em trai? Dạ, em đi với lại mẹ với lại dì của em ạ. Rồi, dạ chào dì, à chào mẹ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Em là mẹ của Minh Trí. Xin chào con, xin chào gia đình bên bạn gái. Thật sự là Trí rất ngoan, coi lớn xác chứ còn tính cũng còn giống nhẽ với mẹ lắm. Nhưng mà bên đây bạn gái nó là không biết nấu ăn không sao con, mẹ là nấu ăn giỏi lắm, mẹ sẽ dạy. Thường thì nấu ăn cho con trai chỉ có ngày nghỉ thì nó nói để cho con học phụ, giống như là nó theo nó dòm cho mình nấu vậy đó. Mình cũng nói con phải giờ mẹ nấu thì sau này có thể nấu cho vợ. Tại vì thời đại bây giờ không có nhất thiết phải phụ nữ phải vô bếp đâu. Cùng nhau thôi. Yeah. Hay quá. Khoáng quá. Em có muốn nói gì với mẹ không? Chào mẹ đi, chào cô đi. Dạ. Gia đình chỉ có gì? Với lại Trí với lại em gái thôi. Em gái cũng 17 tuổi rồi. Chỉ ba mẹ con thôi. Dạ, nhà con cũng có ba mẹ con thôi. Có con với em gái với mẹ con thôi. Thì nếu mà có gì thì xin nhờ cô giúp đỡ cho con ạ. Thì cô thấy bên đây gái cũng được, cũng dễ thương. Thì con nhắm mà thí dụ mà nãy giờ nói có thể cho cơ hội tìm hiểu với nhau. Thì cái nào mà thiếu sót thì mình có thể là mình đã là một nhà thì mình bù đắp với nhau, không sao. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Hay quá. Hay quá Trí. Mẹ trên cả tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ là quan trọng nè, mở rào ra cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mẹ cũng dễ thương, mà con trai cũng dễ thương nữa ha. Được. Mở rào. Hồi hộp của anh. Đó, bây giờ là tùy hai đứa nha. Hai đứa xem mặt nhau đi. Chào em. Mẹ anh đến với chương trình có món quà tặng em làm gì? Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Anh có thể đọc cái tựa sách lên được không? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Dạ, em nghĩ là trong cuộc sống này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và em cũng muốn là trên con đường sau này sẽ được viết tên của hai chúng ta. Rồi, anh, múa côn tặng bạn gái tiếp một lần tiên. Anh dừng lại một chút xíu được không ạ? Em có một cái ảo thuật nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Trời ơi. Ảo thuật luôn. Ghê. Dạ. Bây giờ anh có thể đoán trong tay em có gì được không ạ? Trong tay em hả? Dạ, bây giờ này, anh đoán. Anh có thể mở ra. Mở ra này. Em không có gì hết. Dạ. Dạ, anh đưa hai tay anh ra. Rồi, nắm lại. Xong, buông ra. Buông ra. Rồi, bây giờ anh đoán lại nha. Mở ra. Giờ có gì không ạ? Có. Có gì? Có em. Không, có bàn tay anh trong đó.
Rồi. Múa cô anh này cũng lanh lắm. Cô này cũng lanh mà anh này cũng lanh. Em xin gấp vui xíu một số. Cái này cái nghề của em nhỏ nhỏ thôi. Coi chừng trúng bằng gái nha. Được. Được đó. Múa côn về bảo vệ bạn gái được rồi đó. Thôi hai đứa quay nói chuyện đi. Mở mắt to ra nha cưng, nhìn cho rõ nha. Dạ. Ủa, hiện tại em làm quận 3 là thời gian em làm việc có nhiều không? Em là làm điều dưỡng quận 3 cho nên là làm 24/24, có khi trực gác nữa. Công việc của anh thì chắc cũng đi nhiều hả? Công việc của anh thì nói chung là đôi khi nhiều, cũng có đôi khi có những thời gian rất là rảnh. Là giống như là những lúc mà người ta đi làm á thì mình lại nghỉ, mà những lúc người ta nghỉ á thì mình lại đi làm. Em giống anh á. Dạ, hai đứa mình có những thời gian giống nhau mà, tại điều dưỡng anh biết mà, làm việc cũng chắc vất vả anh nha. Với là em có cái bệnh là bệnh mù đường á, không có nhớ đường đi. Vậy là nếu mà sau này em muốn đi đâu anh có thể chở em đi được không? Trời ơi, em cứ yên tâm đi, em muốn đi đâu là anh có Google Maps dẫn đường luôn, tại anh cũng mù đường như em mà. Không sao, anh nói thật, anh là Google Maps giống như là bạn đồng hành của anh á. Điện thoại anh lúc nào cũng mở chế độ Google Maps lên hết á. Đường vậy... cho thành phố anh không biết đường nhiều lắm đâu. Vậy nếu như mà sau này mà hai đứa về chung một nhà thì anh có dự tính gì cho tương lai không? Thì dự tính này, dự tính của anh á là khi mà hai đứa mình cưới nhau về á, về chung một nhà rồi á, thì cái đầu tiên của anh là anh sẽ cố gắng đi làm, thứ nhất để lo gia đình, thứ hai là anh sẽ để dành một số tiền để anh mua căn nhà khác đứng tên của hai đứa mình. Dữ ta. Dữ dữ. Sói ca nha. Sói ca hơi mọc. Yeah. Em có 3 câu hỏi để hỏi anh. Và anh chỉ trả lời có hoặc không. Phải thì mà khó dữ. Câu thứ nhất là anh có thích nuôi chó không? Có. Câu thứ hai là anh có thích trẻ con không? Có. Câu thứ ba là anh có thích em không? Có. Cảm ơn. Cài bây giờ mấy lần rồi. Cài ha. Tiếp tiếp đi cưng, hai đứa tiếp đi. Còn chuyện anh cũng có đặt câu hỏi cho em dạ. Có thích nuôi chó không? Dạ có. Giờ em có thích anh không? Câu này để từ bàn tay tới trái tim nhanh. Từ đâu? Bàn tay đến trái tim. Từ bàn tay tới trái tim hả? Bàn tay làm gì ra tới trái tim? Bấm nút. Chương trình anh sẽ biết. Bàn tay để bấm nút. Này cũng khó à. Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi. Không sao đâu, anh biết là những người con gái mà yêu những người làm việc như nghề tụi anh á thì họ sẽ bị rất là nhiều thiệt thòi. Cho nên tụi anh sẽ làm giống như anh là anh sẽ cố gắng tìm mọi cách để bù đắp cho em bằng cách là có thể yêu thương em những cái mà bất ngờ em không thể biết trước được để làm cho em vơi đi nỗi buồn. Tại anh biết một người phụ nữ mà yêu công an là sẽ như thế nào. Cho nên còn vấn đề nấu ăn á thì anh chỉ muốn là giống như là về nhà gia đình mình á giống như là cuối tuần sum họp nhau có bữa cơm gia đình nó nghi ngút, chứ đi làm về cái nhà cửa lạnh tanh thì rất là buồn. Cho nên á em đi làm về trước thì em cũng có thể là lau dọn nhà cửa gì đó hay như thế nào cũng được. Còn anh sẽ cố gắng tranh thủ về phụ em làm, và không anh sẽ đi chợ luôn đi về, hai đứa mình nấu ăn. Cuối tuần thì nó sẽ vui, xong dắt tay nhau cuối tuần đi chơi vòng vòng, có con cũng vui nữa. Anh thì dạ anh thích xem mấy đứa? Lý tưởng quá. Anh thì chỉ là hai người, hai đứa là được rồi. Tại đứa thứ ba không, nhà nước không cho phép. Em thì thích một đội bóng luôn mà chắc cũng không có cho phép được. Không, tại vì mình nuôi ít mình chất lượng được rồi em, dễ thương được rồi. Mình sẽ không bị san sẻ cho những đứa khác. Hai đứa thôi, trai gái được rồi. Sinh đôi đi anh. Cũng được đó, đúng rồi, bây giờ là thí dụ mà đứa nhất mình sinh một, đứa hai sinh đôi. Được đó anh, được đó. Hai đứa tính như đúng rồi luôn vậy. Vậy là được đó em, anh rất là thích, thật sự anh rất là thích trẻ con. Anh là trên mạng của anh là anh lúc nào cũng lấy những cái hình trẻ con, những cái clip mà những người cha người mẹ dẫn trẻ con để chơi á. Và anh cũng nghiên cứu một số về phụ nữ. Giống như là những lúc mà em ốm đau bệnh tật hay gì đó thì đương nhiên cuộc sống mà trong đâu phải lúc nào mình cũng khỏe mạnh, nên anh biết được những cái đó sẽ hỗ trợ em một phần nào đó về những ngày ấy. Anh có em gái mưa không? Tất nhiên là không rồi, tại vì á anh biết là cái chữ em gái mưa á, ăn chung giống như đi chơi chung làm mọi thứ như một người yêu, nhưng mà đó không phải là một người yêu, đó danh là không được. Tại vì cái gì mình cũng phải có danh phận với nhau hết. Nếu như đồng ý là người yêu là người yêu chứ không là em gái mưa. Một là em hoặc là bạn thôi, chứ không có dụ em gái mưa đâu. Mà nếu như mà những người bạn của anh, em sẽ chắc chắn sẽ biết hết. Rồi em gái em đi với em dưới mưa, có phải em gái mưa không?
Dạ, đó là em gái đi dưới mưa chứ không phải em gái mưa. À. Em ghét sự lừa dối trong tình yêu á. Thì không biết là em cũng là một người rất là chung thủy, nếu mà đã yêu ai thì yêu một người thôi. Còn anh thì sao? Thì tất nhiên là mình yêu nhau thì mình chỉ yêu duy nhất một người thôi. Nhưng mà ý anh nói ở đây á, thời gian mà anh sợ một ngày đó em sẽ thay đổi. Tại vì á, đôi khi cuộc sống mà nó sẽ có những lúc mình cãi vã nhau. Anh mong muốn những lúc mà mình cãi vã nhau thì những lúc đó là hai đứa mình nên ngồi xuống ngồi nói chuyện, hay là giận quá không nói chuyện. Nhưng rồi mình cũng phải nghĩ về cái quãng đường của mình đã bước đi như thế nào, thì mình sẽ cố gắng hàn gắn lại với nhau. Chứ không phải là giận quá, thôi tôi đúc đơn cái ly dị, hay là tôi chán ghét anh quá, tôi yêu người khác rồi hay gì đó. Hay là mỗi khi mình buồn quá mình kiếm một người khác tâm sự và mình yêu người đó luôn. Anh không chấp nhận được. Vậy nếu như mà em làm gì đó sai á, nhưng mà em không nhận lỗi trước á, thì anh có chấp nhận là nhận lỗi trước không? Thì tất nhiên là người con gái khi mà họ làm sai họ ít khi nào nhận lỗi trước lắm. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời cho em. Anh sẽ bỏ qua những cái lỗi lầm của em, nhưng rồi thời gian xem sẽ thấy mình làm như vậy là sai. Ủa sao đàn gái hỏi hoài vậy? Tại đàn trai. Để đàn trai hỏi chứ, cho đàn trai hỏi chứ. Hỏi đi em. Dạ. Hỏi đi. Thế cho là... ưu tiên đàn trai hỏi chứ. Theo như em á là những cái em thấy anh công việc vậy á, em có cảm thấy áp lực lắm không? Em có hay có thấy sợ không? À, dạ không ạ. Tại vì em cũng có một anh là chị của là anh là chồng của chị của trong cơ quan của em á, cũng làm cảnh sát thì em cũng có thân á. Anh đó cũng rất là tốt tính, cho nên là đối với em là những cái gì mà thuộc về nhà nước thì em rất là thích. Anh là bảo vệ bình an cho đất nước thì em thích. Chị em chỉ lo sợ là anh gặp nguy hiểm thôi. Yeah. Rồi, anh cảm ơn em rất là nhiều để đó. Trước khi có vợ có nghiên cứu gì lấy vợ không? Dạ có, em nghiên cứu về phụ nữ sẽ khi mang thai họ như thế nào. Họ sau khi sinh ra họ như thế nào. Cái đó em biết hết anh. Rồi gì nữa? Rồi những vào những ngày ấy là họ cần cái gì? Ngày ấy là ngày gì? Ngày ấy là cái ngày dâu á chị. Ngày dâu là ngày gì? Em khó nói quá. Chị cái này ai cũng biết mà chị cứ hỏi gài ảnh hoài. À thấy chưa Binh thấy chưa? Rồi. Cái gì mà Binh hả cô? Bây giờ á là mỗi người nói một câu mình cảm nhận thật về nhau thế nào. Dạ theo em thì em thấy bạn gái là người rất là thật thà. Rồi nói chung là có sao nói vậy, em rất là thích. Em thì em thấy anh cũng rất là hòa đồng, cũng biết quan tâm. Hay là mình cứ nhấn nút đi anh. Anh cũng vậy, em cũng như vậy. Trời ơi, rồi xong. Lành quá nha cô. Xích lui, ngồi ghé. Để tay nút bấm đi bạn. Qua cuộc nói chuyện thì chúng ta thấy rằng hai bạn này cũng cởi mở, cũng hiểu nhau, cũng đã có những cái trải nghiệm rất là tốt. Thôi bây giờ mình nhắm mắt lại. Vấn đề chúng ta kiểm tra con tim của mình có cùng chung nhịp đập hay không. Kiểm tra lại con tim của mình nó có rung động thật sự hay không. Chúng ta không thể dối lòng mình, không thể dối con tim mình các bạn nha. Bấm nút là bấm đúng với cái sự rung động của trái tim mình. Đừng vì chuyện gì khác cả. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi xin mời bạn. Mời em. Sao nói thì lanh mà bấm nút chậm vậy? Em ấn nguyên bàn tay mình không vô. Chị phải chọn một lọt, một ngón nó mới vô. Ghê chưa? Thấy chưa, lúc nào cũng chậm hơn người ta, cho nên thành ra là cái mối tình đơn phương 7 năm là vậy đó. Bây giờ á, duyên phận đã tới rồi, mình phải nhanh gọn lẹ nha, đừng có chờ hoài tới chừng trọt cái mất tiêu luôn á. Bên đây bớt ăn chút, nuôi bên đây mập mập chút ha. Dạ. Không cứ vậy đi em, vậy khỏe không sao cả, anh thấy hợp đó nha. Một xin phép gì? Xin phép gì? Nắm tay đâu đó, nắm tay đâu cần xin phép, hung. Ngại mà chị. Xin phép đi. Dạ cho con xin phép về dựng hôn bạn gái gái. Con hôn mà không mắc cỡ. Con không xin phép mẹ với gì con. Nụ hôn đầu tiên ấy. Người ta 7 năm mối tình đơn phương rồi chưa có mối tình nào. Nụ hôn đầu tiên hôn sao cho nó đúng á nha. Nào, thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình nãy nói gì mạnh mẽ lắm mà. Nào. Đó. Nó phải vậy ha. Đúng là công an. Có duyên lắm à. Bản lĩnh có khác thiệt. Này có duyên lắm. Quá dữ. Thôi hai đứa thấy hợp nhau á nha. Sớm sớm đi.
Anh thấy được đó. Chung thủy lắm nha, phải đàng hoàng, nghiêm chỉnh nha. Rồi,